26. Đấy đợi đó. Đã. Giúp tôi tìm một người đi. Andrew. Mệt chết rồi. Cuối cùng cũng đã kết thúc. Bây giờ mình rất phân vân. Cậu sao vậy? Nói. Mình muốn giúp anh ấy, nhưng mình không biết làm thế nào để giúp anh ấy. Cậu có hiểu không? Không hiểu. Mình muốn giúp anh ấy, nhưng mà nếu như mình giúp anh ấy, mình có lẽ là lần nữa đối đầu với người nào đó. Cậu có thể nói rõ ràng hơn một chút không? Mình lần này muốn giúp anh Mạc Lương lại là chuyện phòng thực nghiệm sao? Cậu rốt cuộc làm gì vậy chứ? Nói đi. Chính là không muốn anh ấy có bất kỳ tiếc nuối nào. Tiếc nuối? An Phi, nào qua đây. Ở đây hình như có chuyện phát nhanh của cháu. Hình như là công ty hàng hải gửi đến. Ba cháu gửi đến sao? Cháu xem thử. Dịp hải gì chưa? Cô vừa mới về không biết. Hình như còn có mùi vị của biển nữa. Mau tháo ra xem đi. Ba cháu gửi đến đó. Phi Phi của ba, không biết món quà này lúc nào mới có thể gửi đến tay con. Ba quanh năm phiêu bạt trên biển, không thể ở bên cạnh con. Ba rất hy vọng có thể cùng con lớn lên. Ba không biết Phi Phi của ba bây giờ có cao lên không, nhưng mà biển cả cần ba. Hy vọng con đừng trách ba. Thời gian trên biển thực ra trôi rất lâu. Lúc rảnh rỗi, ba đã đang một con cá heo nhỏ bầu bạn với con. Hy vọng con nhận được sẽ thấy vui. An Phi. Lá thư này đã qua 2 tháng rồi. Cô ơi, tại sao người bên cạnh cháu từng người càng ngày xa cháu? Chết tiệt, sao lại mưa nữa rồi? Nói chuyện đàng hoàng, thương lượng đàng hoàng. Ok. Thương lượng đàng hoàng. An Phi tiểu thư, trùng hợp quá, tôi lúc nãy ở bên cạnh đi dạo, sau đó đi ngang. Ông chủ anh ấy lập tức về rồi. Vậy tôi đi trước. Cô không đợi anh ấy sao?
Không, không cần đâu. Anh giúp tôi hỏi thăm một chút. Được. Cái đó chuyện đạo thế nào rồi? Cô là đến khi ông chủ bảo anh ấy đồng ý cho các cô mượn chỗ thăm dò, có đúng không? Không phải, tôi chỉ là hỏi thử. Anh sư tiểu thư, tôi nói thật cô đừng để ý nhé. Đừng có chủ ý này nữa. Thật không có hy vọng. Mọi người ở đó tìm năng lượng. Nếu như tìm được kinh phí biển, vậy thì chắc chắn sẽ khai thác. Nếu như cô là anh ấy, cô có đồng ý không? Ông chủ, hai người nói chuyện. Tôi đi trước đây. Em cũng đi đây. Em không sao thì tốt. Đã tìm em rất lâu. Em không muốn làm khó anh. Anh biết. Anh gần đây có khỏe không? Người bên hội đồng quản trị của team anh gây phiền phức không? Bọn họ còn chưa đủ tư cách. Đúng đúng đúng. Anh lợi hại nhất Poseidon đại dương. Mấy năm nay thiệt thòi cho em rồi. Em có thể đồng ý với anh. Sau này đừng khóc nữa. Đừng tiếp tục mưa nữa. Alo, Liễu Lan. Mạc Lương, anh sao vậy? Giọng anh làm sao vậy? Không sao, anh rất tốt. Anh ở văn phòng sao? Em qua đó tìm anh. Không có, không có. Anh làm sao lại ở văn phòng chứ? Anh chuẩn bị đi ngủ rồi. Chuyện hôm qua, anh đừng để ý. Anh không có. Tối hôm qua là anh không tốt. Anh nói chuyện hơi nặng lời. Thật xin lỗi. Thực ra anh chỉ muốn nói em biết. Trước lúc em làm ra quyết định gì, em đều có thể suy nghĩ. Rốt cuộc là đáng hay không? Anh đang nói gì vậy? Còn nhớ chúng ta trước kia, mặc kệ em làm gì đều là tấm gương của anh. Cũng chính bởi vì em nên mới có phòng thực nghiệm này, mới có thể để anh bây giờ làm việc mà mình thích. Cho nên anh muốn nói với em biết, nếu như bây giờ em vì một số chuyện em bất đắc dĩ phải làm một số việc trái với lương tâm của mình, anh hy vọng em có thể suy nghĩ ý định ban đầu của chúng ta. Hy vọng em có thể quay đầu. Anh đang ở đâu? Em bây giờ qua đó tìm anh. Anh mệt rồi, anh cúp máy đây, ngủ ngon. Nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Hải, tôi đến tìm anh nói chuyện. Anh cuối cùng cũng muốn nói chuyện với tôi rồi. Tôi nói một câu trước, cho dù là An Phi hay là đảo, anh nhớ cho kỹ, đều là của tôi. Anh là đến đàm phán hay là đến bới móc? Nếu như bới móc, tôi đã động nắm đấm rồi. Anh ở đây vẫn còn muốn động thủ sao? Thực ra tôi biết mối quan hệ giữa anh và Phi Phi. Tôi chỉ muốn nói anh biết.
Cô ấy giống như là em gái ruột của tôi vậy. Tôi vẫn luôn quan tâm chăm sóc cô ấy. Tôi cảm thấy đó là đương nhiên. Nếu như có tôi, cô ấy không cần sự chăm sóc dư thừa nữa. Tóm lại mặc kệ thế nào, tôi cảm thấy chúng ta bây giờ đều nên buông bỏ, mà hãy tập trung chú ý vào dự án này. Tôi nhớ anh từng nói với tôi, cho dù xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ kiên trì lý tưởng khoa học của anh, sẽ không bị lợi ích làm ảnh hưởng. Câu nói này bây giờ vẫn còn tính không? Anh yên tâm, suy nghĩ của tôi trước giờ chưa từng thay đổi. Đây là cái gì vậy? Bây giờ tôi có 90% chắc chắn bên dưới nhất định có sự tồn tại của kinh khí biển. Khai thác kinh khí biển khó nhất là phần dự trữ. Nếu như trong quá trình khai thác xảy ra rò rỉ thì cái này anh yên tâm, chúng tôi đã suy nghĩ đến, chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch an toàn liên quan rồi. Tôi có thể đảm bảo với anh, tính chất thực nghiệp lần này của chúng tôi nhất định là thăm dò và khai thác trong phạm vi nhỏ. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ người nào có ý định khai thác toàn bộ. Đảo của tôi không cho phép bất kỳ ai xảy ra chuyện. Nói như vậy, anh bây giờ đã đồng ý cho mượn đảo rồi. Liễu Lan, quan hệ giữa Liễu Lan và Giang Chấp không bình thường. Xem ra anh có biết sự xuất hiện của Giang Chấp rất là nguy hiểm, anh phải cẩn thận. Chỉ cần tôi còn một ngày ở phòng thí nghiệm, bọn họ sẽ không dám làm gì. Anh yên tâm đi. Anh sao vậy? Không sao, chỉ là đột nhiên đau đầu mà thôi. Chủ chốt của phòng thí nghiệm không thể nào ngã xuống được đâu. Yên tâm đi, tôi không sao. Có lẽ là gần đây mệt quá, sức đề kháng giảm xuống, có chút không thoải mái. Không sao. Còn chụp CT à? Yên tâm đi, tôi không sao. Được thôi, anh chú ý sức khỏe. Tôi không muốn thừa nước đục thả câu đâu. Alo, tiến sĩ Mạc, thời gian phẫu thuật đã quyết định chưa? Nếu tiếp tục kéo dài thì càng bất lợi với bệnh của anh. Tôi sợ anh không kịp đến phòng phẫu thuật đã ngã xuống rồi. Yên tâm đi bác sĩ, đợi sau khi tôi bận xong khoảng thời gian này, tôi sẽ quyết định sao. Nghĩ cái gì vậy? Anh, cô thở dài cái gì? Dịp Hải sao? Ăn phi sao? Bỏ đi, tôi nói trước. Tôi sắp thăng lên chế tác rồi. Bởi vì công trình này, bởi vì ông chủ các anh đột nhiên trở nên hot. Vậy cô không phải nên vui vẻ sao? Chương trình này càng hot, tôi cảm thấy có lỗi với Dịp Hải. Tuy rằng tôi là người lập kế hoạch chương trình này, nhưng cái này đã là show cá nhân của Giang Chắc rồi. Làm chương trình của ông ta lâu như vậy, không phát hiện ra vấn đề gì sao? Cấp bậc của người ta có thể để tôi phát hiện vấn đề gì chứ? Nếu như Diệp Hải thực sự muốn điều tra ông ấy, tôi cảm thấy phải ra tay từ chỗ mua sen. Có lúc cá nhân tôi cũng rất lo lắng cho ông chủ của tôi.
Đừng nhìn thấy anh ấy trong chương trình gỡ lại một bàn. Thực ra lúc đầu cũng là bất đắc dĩ nên mới lên chương trình đó. Đột nhiên không muốn làm người lập kế hoạch nữa, cảm thấy vẫn là phóng viên tốt. Ít nhất vẫn có động lực tiếp tục điều tra để biết chân tướng. Không giống như bây giờ, bị người khác dắt đi như vậy. Cho dù làm chuyện gì, đều có quyền biết chân tướng của nó. Cô xem ông chủ của tôi, nhiều năm như vậy, bị nhiều người nghi ngờ như vậy, anh ấy vẫn kiên trì tìm ra chân tướng của ba mẹ sao? Cho nên, Mạc Lương và Diệp Hải, cho nên tôi quyết định giúp An Phi chọn ông chủ của nhà anh, thế nào? Anh ấy có thể gặp An Phi tiểu thư, cũng là may mắn của anh ấy. Chẳng qua, hai người họ bây giờ... Điện thoại bị cậu gọi đánh hỏng rồi. Lại ở đây chơi trò chán nản. Đi về nhà thôi. Chúng ta cùng uống. Lâm Hoa Âm, cậu bây giờ không phải đang họp tìm cách làm sao đối phó với tôi sao? Cậu đừng có khóc. Tôi gần đây rất sợ người khác khóc. Chắc chắn là không có chuyện gì tốt. An Phi như vậy, cậu sẽ đau lòng đúng không? Tôi không biết tại sao cậu đột nhiên lại muốn về Hãng Hải. Em nghĩ anh chỉ ở bên ngoài chơi thôi. Em cứ đi tìm anh, chúng ta cứ liên tục cãi nhau. Cho dù mỗi ngày đều có tin tức này kia, nhưng em không sợ. Điều em sợ là anh nghiêm túc, anh bắt đầu học được cách quan tâm. Những chuyện anh làm bắt đầu trở nên có ý nghĩa, sau đó đẩy em ra sang một bên. Anh nói em phải làm sao? Hãng Hải và Mu Sen đánh nhau nhiều năm như vậy. Lúc trước anh không quản chuyện công ty, em không quản chuyện của ba em, như vậy không phải rất tốt sao? Sao anh phải trở về? Anh trở về làm gì? Anh có biết bây giờ em đau khổ thế nào không? Lập trường của Mu Sen chính là lập trường của em. Lâm Hoa Âm, em có thể hạ mình xin lỗi Lâm Hòa với anh, nhưng mà em vì anh mà trở về Mu Sen. Em muốn chứng minh với mọi người rằng chúng ta có thể sống chung với nhau. Ở giữa thế này, em đã biến thành con rối cho bọn họ cười nhạo. Cả người em đều là xiềng xích. Anh nói em chơi kính, âm thầm điều tra Mu Sen, âm thầm điều tra Poseidon. Anh nghiêm túc với An Phi, người mà không biết từ đâu đến. Bây giờ là lúc em với anh nên nghiêm túc rồi. Anh không cảm thấy em đã rất nỗ lực sao? Nỗ lực không phải là để cho người khác thấy. Anh dám nói anh biến thành bộ dạng bây giờ không phải là vì An Phi không? Không phải. Em không tin. An Phi đó để cho anh uống thuốc gì mà để anh một lòng một dạ với cô ấy? Có phải em biến thành cô ấy anh mới chú ý đến em không? Anh có thể đừng làm tổn thương em không? Trước giờ anh chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương em. Hoa Âm, chúng ta về ngủ một giấc thôi, ngủ dậy sẽ tốt mà. Nếu anh muốn không làm tổn thương em, anh không được tỏ vẻ như không quan tâm. Sau đó anh phải làm tốt hết mọi thứ. Nhiều năm như vậy vì để tiếp tay cho Hạng Hải, cuối cùng đã thương lượng với Mu Sen rồi. Như vậy anh đã làm em cảm thấy em như một con ngốc vậy. Em luôn là con ngốc. Anh là gì bắt đất dĩ thôi. Nếu bây giờ anh không nhúng tay vào Hãng Hải hay là Poseidon, mọi việc chỉ có thể tệ thêm thôi.
Anh luôn xem em là con ngốc đúng không? Xe. Đợi một lát. Tôi không muốn gặp ai của hạng Hải nữa. Tôi nói nè đại tiểu thư, nửa đêm nửa hôm cô nổi giận như vậy, uống nhiều rượu như vậy, mang giày vào cầm túi, tôi đưa cô về. Tôi không về, tôi về nhà gì chứ? Anh thấy tôi cần mấy người hạng Hải anh giúp sao? Được rồi được rồi, là tôi đa tình thôi. Cô cứ ngồi một mình ở đây khóc to lên. Con sẽ không đổi ý đâu. Chuyện này con chắc chắn rồi. Đúng, là Diệp Hải. Con sẽ không từ bỏ đâu. Con đang về. Vậy nhé. Xích qua. Tôi nói nè, vì Diệp Hải cũng không nên biến thành như vậy. Hơn nữa tôi nhắc nhở cô một chút, nói chuyện với trưởng bối đừng nên như vậy. Mặc dù trưởng bối nhà cô từ nhỏ đã không thích tôi và hạng Hải. Tôi làm sai việc gì sao? Tôi chỉ muốn dùng cách của mình để khiến anh ấy thích tôi. Được, hôm nay tôi cũng rảnh, cô nói thử xem làm cách gì. Kiếm tiền. Tôi đã làm cho hạng Hải và Mua Sen hợp tác với nhau, đầu tư vào Poseidon. Sao anh ấy không nể tình chứ? Rốt cuộc anh ấy muốn cái gì? Tôi hiểu rồi, tôi vẫn nên đưa cô về nhà thôi. Tôi không về, về nhà gì chứ? Anh nói, anh nói anh ấy muốn cái gì mà làm hoãn tôi không cho được chứ? An Phi sao? Tôi không muốn biến thành An Phi. Cô không biến thành An Phi được đâu. Cô nghĩ đi. Bây giờ chỉ có tôi và cô hợp tác mới có thể khiến hạng mục này biến thành thuận lợi, mới có thể biến hòn đảo của Tiểu Hải trở nên có giá trị. Nhưng trước khi dự án này thành công, chỉ đành để nó và An Phi tiếp tục ngu ngốc. Phi Phi, anh Bạc Lương, sao anh còn chưa về nghỉ? Vẫn còn chưa muộn lắm. Vậy thì anh cũng không thể cứ làm muộn như vậy. Phi Phi, sao em lại đến đây giờ này? Có chuyện gì? Em có một ý tưởng. Tuy em biết tình hình vòng thí nghiệm không tốt lắm, nhưng mà chúng ta có thể hoàn thiện một dự án khai thác thực nghiệm nhắm vào kinh phí biển. Vậy thì có thể thuyết phục được anh ấy cho mượn đảo, hơn nữa còn bảo vệ đảo của anh ấy. Vấn đề em vừa nói đã giải quyết rồi.
là lúc nãy Diệp Hải đã đồng ý cho anh mượn rồi. Mimi à, em nói xem anh Diệp Hải lúc trước có thế nào cũng không chịu cho mượn đảo, sao bây giờ lại đột nhiên cho mượn chứ? An Phi à, muộn như vậy rồi sao chưa ngủ? Cháu đang đợi Diệp Hải. Nghỉ sớm đi. Cô à, à thì cháu có một vấn đề muốn hỏi cô. Vấn đề gì? Chính là, ví dụ có một người, từ trước đến giờ anh ấy luôn muốn bảo vệ một thứ, có thế nào cũng không cho mượn, nhưng mà đột nhiên lại mở miệng nói là cho mượn đảo, thì có nguyên do gì? Chuyện gì cũng có nguyên nhân kết quả. Cháu hỏi cô đột xuất như vậy, cô cũng không biết trả lời cháu thế nào. Nhưng có một điều, cô có... ngày nào cũng toàn làm việc vô ích. An Phi, đây không phải là đảo của bạn trai cô sao? Sao cô không phát huy sức hút cá nhân đi? Thế mà cũng không xử được. Xem ra quan hệ của hai người chẳng ra sao cả. Tin tốt, tin tốt, tin tốt. Diễu Diễu, cô nghe nói chưa? Diệp Hải đồng ý cho mượn đảo rồi, đã gửi hợp đồng đến rồi. Tin tức không sai đâu. An Phi, có phải cô biết lâu rồi không? Tôi biết, có cần phải nói với cô không? Chuyện này may mà có An Phi của chúng ta. Tục ngữ nói hay lắm, từ xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân. An Phi, mỹ nhân kế của cô dùng hay đó. Cảnh cáo anh, nói chuyện cho đàng hoàng. An Phi mỹ nữ, khiêm tốn gì chứ? Là lúc nãy Diệp Hải đã đồng ý cho mượn đảo rồi. Sao đột nhiên lại cho mượn đảo chứ? Giờ nghĩ đến anh ấy toàn là xui xẻo. Nói chứ Diệp Hải này cũng xem như là có lương tâm. Tôi thấy Diệp Hải là một vệ sĩ bảo vệ môi trường, lòng hướng về biển lớn. Được rồi, ngưng đi. Ngày nào cũng post những bài như vậy trong nhóm bạn bè. Thầy Khang, sự tích thần tượng anh hùng của anh không cần nói với bọn tôi đâu. Phi Phi, ngồi đây đi. Các tiền bối, mấy anh ngồi bên kia đi. Mời. Ra tay, qua đây. Hôm nay vui như vậy, đi xin Mạc nói vài câu đi. Được rồi, tôi thấy vẫn nên cảm ơn một người. Thời gian này mọi người đều vất vả, trải qua rất nhiều trắc trở và khó khăn, nhưng mọi người đều không thể từ bỏ. Hơn nữa lần nào cũng đoàn kết với nhau, đây mới là tinh thần của người nghiên cứu khoa học chúng ta. Tiến sĩ Mạc, anh khách sáo quá rồi. Nào, tôi kính mọi người. Nhưng mà tử lực của tôi không cao lắm, nhưng mà ly này tôi nhất định phải cạn. Mời mọi người. Cảm ơn tiến sĩ Mạc. Cảm ơn. Được rồi, mọi người mau ăn đi. Chúng ta vẫn còn rất nhiều trận chiến phải đánh đó. Tiếp theo phải bận nữa rồi. Ăn uống no say đi. Phi Phi, em thích ăn nhất cái này. Cảm ơn. Nè,
lợi hại. Hay là chơi vòng cuối, kết thúc sớm một chút, ngày mai còn có công việc, mọi người nghỉ ngơi cho khỏe. Vậy vòng cuối chúng ta chơi lớn một chút đi. Lớn thế nào? Chính là quay đến ai, người đó uống một ly. Chắc tôi không sao đâu. Tôi thấy anh thường ngày cũng nghiêm chỉnh lắm, nhưng cũng thích chơi đó. Ai mà không có cuộc sống đêm chứ. Vòng cuối cùng xem ai may mắn. An Phi, uống. Ly thứ hai, ly thứ hai, mau mau. Tôi thật sự không biết uống rượu. Có chơi có chịu, không uống không được. Mau lên. Để tôi uống thay cô ấy. Anh Mạc Lương, Mạc Lương. Mạc Lương, anh Mạc Lương, tôi uống thay cô ấy. Không sao chứ? Chuyện là thời gian không còn sớm nữa, chúng ta tan tiệc thôi. Đúng vậy, phải. Ngày mai chúng ta còn việc. Hay là chúng ta đi trước đi. Được, chúng tôi đi trước nhé. Tiến sĩ Liễu, tiến sĩ Mạc, về nhà cố gắng nghỉ ngơi. Khang Hạo, Khang Hạo, đi thôi, đi thôi. Mạc Lương, em đưa anh về nhà trước nhé. Em cũng về sớm đi. Tôi đưa anh ấy về nhà. An Phi, về nhà cẩn thận đó. Đi thôi. Người này sao không đến tìm mình chứ? Ông chủ, đây là điện thoại mới. Đảo thực sự cho mượn sao? Hợp đồng mà ký thì không được hối hận nữa. Tin Mạc Lương một lần đi. Sao vậy? Vẫn chưa nghĩ kỹ sao? Là anh nghĩ kỹ rồi sao? Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho kết quả thí nghiệm lần này. Phải chịu trách nhiệm với tất cả mọi người bị ảnh hưởng. Nhưng chúng ta cần chịu trách nhiệm cho tương lai của hãng hải. Lần mượn đảo lần này anh biết mà. Giang chắc tốn nhiều công sức như vậy. Ông ta rất có thể biết chuyện của ba mẹ. Anh không nghi ngờ về chuyện này sao? Chuyện đó và chuyện này là hai chuyện khác nhau. Nếu ông nội còn sống, cho dù ông ấy còn sống, anh cũng sẽ yêu cầu làm vậy. Em chỉ sợ anh bị người ta lợi dụng thôi. An Phi,
Đang làm gì vậy? Tránh ra, tránh ra. Hôm nay hình như cậu đâu có bận lắm. Gì đó, thần bí quá, làm lâu lắm rồi. Các vị đồng nghiệp, tôi có chuyện cần mọi người giúp đỡ. Nói ra nghe xem. Tôi muốn làm một phương án cụ thể hơn một chút, khiến sự tồn tại của thí nghiệm đối với biển và đảo giảm thiểu đến mức thấp nhất. Lỡ như khai thác xuất hiện vấn đề gì, chúng ta cũng có phương án xử lý nguy cơ. Tôi mong mọi người có thể giúp tôi. Cứ việc nói, cô cứ dặn dò. Tốt lắm. Đến rồi à? Cái này là toàn bộ tài liệu của anh Triêu có thể tìm được bây giờ. Linh tinh lẻ tẻ. Tôi cứ cảm thấy thiếu một sợi để sâu chuỗi nó lại. Tôi góp ý anh. Anh nên suy nghĩ kỹ. Rốt cuộc anh ta tìm cậu nhiều lần như vậy là vì cái gì? Mục đích là gì? Vui lắm à? Mừng lắm hả? Tôi thấy chắc có liên quan đến thuyền trong lọ mà ông đội tôi để lại cho tôi. Trong lọ? Thuyền trong lọ gì vậy? Anh ta muốn món đồ đó làm gì? Có liên quan gì đến anh? Qua đây. Nói đi. Tôi nói anh biết một bí mật. Thực ra tôi nên chết trong một tai nạn biển 13 năm trước rồi.